đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Toàn thể quý vị khán giả thân thương đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị luôn dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị thân mến, trải qua nhiều mùa và chúng tôi vẫn trở lại với những thành viên cũ, chính là gia đình Bảy Nụ của chúng tôi, luôn mang đến nhiều năng lượng. Xin giới thiệu nghệ sĩ Tiến Luật. Xin giới thiệu ca sĩ diễn viên điện ảnh Trương Thế Vinh. Ba cô gái xinh đẹp chúng tôi xin được giới thiệu một lượt. Có thể cho tôi giới thiệu được không? Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân. Và đặc biệt với sự xuất hiện của diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Không ai muốn đứng với anh hết. Đúng vậy. Một mình anh lẻ rồi. Hôm nay có dẫn bạn em tới chơi đó, bạn đó bằng tuổi em bộ. Đúng rồi, hôm nay Ngân rủ vô chương trình này chơi. Đúng rồi, em bị ăn hiếp quá nên em phải rủ bạn đó lên. Bạn nào? Khách mời. Bạn khách mời ngày nay. Dạ đúng rồi. Anh tụi em nói bạn nào khác là bằng tụi em. Thì ngày hôm nay là chúng ta đúng như vậy. Đúng như vậy luôn. Đúng như vậy. Đúng như vậy. Đúng như vậy. Chúng ta ngày hôm nay tiếp đón một thế hệ mới, không phải là thế hệ 8X, 9X gì mình nữa. Gen Z hả? Đó. Và đây là một cô ca sĩ rất là dễ thương, hát rất là hay. Xin giới thiệu Phương Mỹ Chi. Mời Chi đứng về phía bên đây luôn. Qua đứng với mấy dì đi con. Qua đứng với mấy dì đi con. Gửi một lời chào nào. Dạ, Phương Mỹ Chi xin kính chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Mình chào bạn, mình chào bạn Chi. Bạn học lớp nào vậy? Mình học bên trường đời á. Chi thân mến, Phương Mỹ Chi thân mến, thì đã bao giờ con tham gia những chương trình với các anh chị lớn tuổi như này chưa? Trời ơi, anh nói gì nặng vậy? Nặng lời quá. Chương trình này là không phân biệt tuổi tác. À, đúng rồi. Không phân biệt nhan sắc. Đúng rồi. Không phân biệt trình độ. À, đúng rồi. Bạn Ngân là nói những cái bạn Ngân không có không ạ? Phương Chi thân mến, mà đã bao giờ mình tham gia với các anh chị lớn tuổi mà mình hơi bị ngại ngại không? Hay là bữa nay mình rất là thoải mái? Sao dạ, anh nhắc câu chuyện tuổi tác rồi vậy anh Giang? Rồi rồi, đã bao giờ mình tham gia chương trình với mấy cô, mấy gì mà mình tự tin không? Dạ, dạ không, bên đây là em, con toàn kêu là anh chị, còn bên đây con mới kêu là chú nè. Mình... Thì đúng rồi, hai anh em tôi lớn tuổi mà, chị đó bình thường thôi. Thì đúng rồi, nhưng mà con xưng hô vậy là bị sai. Sai sao? Sai là sao? Sai sao? À, tại vì thật ra là chú với lại chú Vinh với dì Dạ với cô Ngọc với lại dì Ngân á, là không có không có chen lạc nhiều. Không có chen lạc nhiều. Không chen lạc độ tuổi nhưng mà chen lạc về nhan sắc á. Đàn ông với phụ nữ người ta không có đo về nhan sắc. Không ai lấy cái thước đo đó hết cưng ơi. Phụ nữ mà xinh đẹp người ta gọi là nhan sắc, còn đàn ông mà gọi là mang về nhiều cái sự gọi là chắc chắn gia đình, ta gọi là bản lĩnh. Bản lĩnh. Thôi thôi, chị Chi nói chuyện đi. Thôi thôi, chị Chi nói chuyện đi. Dạ. Vậy? Ngọc, em hơi quá rồi Ngọc. Xuống trời ơi. Hồi bé cười vô mặt chị luôn rồi kìa chị Ngọc. Thôi, chị Chi nói chuyện đi. Chi nó cười nè. Mấy Chi nó cười nè. Cười gì? Cười vô mặt á. Ừ. Bây giờ vậy nè con, bây giờ hỏi thêm một câu. Và dạ, yêu cầu một điều. Dạ. Con cảm thấy thoải mái thì con làm thôi. Hỏi dạ, con là con đã từng xem chương trình này chưa? Dạ con coi rất là nhiều rồi. Và con thích nhất là cái tập mà Happy New Year. À. Hết rồi, hết rồi. Chưa, 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 chư
Tại sao con lại con lại thích cái phát âm của dì Ngân như vậy? Con biết đó, con coi tập đó con cười hoài luôn á. Con rất là thích cái tập mà chơi mà phun nước cái gì mà dơ dơ là con thích. Nếu mà con muốn thì ban tổ chức cũng sẵn sàng gọi là sắp đặt ở cuối chương trình sẽ chơi một cái trò chơi mà ngậm nước full happy new year. Con thấy là con thấy là con muốn chơi trò chơi đó không? Dạ muốn, con muốn chơi trò gì mà dơ hài bậy nhầy lên. Chi ơi Chi. Dạ. Nói thiệt luôn là rất là thích nghe Chi hát. Đúng rồi. Dạ. Hôm nay Chi tới đừng chơi chứ đứng Chi hát suốt chương trình được không Chi? Nhưng mà bây giờ mấy anh chị đây muốn con hát bài gì vậy? Áo mới Cà Mau, một đoạn thôi cũng được. Con thấy hình như là chương trình nào có chú Giang cũng yêu cầu bài này. Giang thích. Vậy thôi là bài hát. Tại vì con hát bài này hay. Dạ đúng rồi. Gì ở Cà Mau hay sao? Không, bé là một trong top những người hát cái bài này hay nhất á. Thôi vậy con chiều lòng ý chú Giang với lại mọi người, con sẽ hát Áo Mới Cà Mau. Và yeah. Rồi bây giờ cho một cái tâm. Khoan, trước khi hát thì con nói nè, nghe tôi hát nha mấy bạn. Tại mấy chị thì cũng khoái hát lắm mà kỳ lắm. Nghe tôi hát nha mấy bạn. Con nhìn hai kèo này nè, đừng có nhìn cô mới ra MV. Chị Ngọc cũng dài, ra MV nghe. Mà nghe nói đó. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Hay quá. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ống Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau về thương vô cùng. Quá hay. Rồi bây giờ tới Phương Mỹ Chi, bây giờ tới Phương Mỹ Ngọc hát nè. Đâu nghe nói Cà Mau sao? Bây giờ nhạc chọn nó giải trí liền. Ngay cả các bạn qua bên cũng biết là không thể nào dịu em với cái giọng hát được. Đâu Ngọc, thử cái coi Ngọc. Tam ca, tam ca sẽ hát trên trình bày. Yo. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đường xa ngại chi không thôi. Đường xa có khó sông vẫn là đò. Em nói mình ơn bốn hướng, duyên dáng mời khách gọi ngàn phương. Ủa? Đại Cà nào Mau mặc thêm áo mới. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Wow thấy không? Ủa sao cái lời khác nãy chưa bao giờ mình nghe một cái bài hát rồi mình nôn hết như vậy. Mà chưa bao giờ tôi thấy một cái sự khác biệt về giọng hát như vậy luôn. Cái giọng của con á, có một cái điều may mắn là chú thấy nè, là từ khi nhỏ tới khi lớn nó không bị hư cái giọng, phá giọng hay bị bể đó. Người ta hay nói là bể giọng á. Ủa con gái mới bể chứ ha? Ủa con trai mới bể chứ đúng không? Con gái cũng có. Chứ. Con gái cũng có. Sao cái giọng em nó chưa bể? Không, giọng em là nát từ nhỏ tới lớn rồi. À, còn cái giọng này nghe muốn lắm. Không có, mình phải thỏ thẻ. Đúng rồi, hai nghe nói cơ. Lên tăng xong liền, nghe lên tăng xong luôn. Con thấy được rồi, con em hiểu rồi. hay quá con. Sao em cản chị luôn vậy? Nãy em bé nghe. Nó muốn chơi luôn. Đúng rồi, thưa quý vị, anh em chúng tôi xin chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội. Dạ. Luật chơi như sau, mỗi thành viên đều phải đi qua gọi là cái khu rừng ly giấy. Dạ, chúng ta sẽ cố gắng làm sao đừng ngã, đừng đạp. Bước đầu tiên là bước vào cái tấm thảm này. Và bước cuối cùng là bước thứ 6, phải bước ra được khỏi tấm thảm này. Ủa, bước thứ 6 hả? Chúng ta sẽ tính 6 bước. Và vị trí thấp nhất sẽ tính đầu tiên. Ba người thấp ở cuối bảng sẽ về chung một đội. Ok. Cái này chân càng dài càng lợi thế nha. Không, sao lợi thế được, 6 bước mà cứng. Quan trọng là mình cố gắng đừng để ngã thôi. Ngã cái ly thôi chị. Ngã nhiều ít mà đúng không? À bịt mắt nữa. Mày. Ủa bịt mắt nữa. Trời ơi cái này mới khó nè. Cái vậy sao đi ra đi vậy? Bịt mắt chơi chi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chơi chi? Rồi mọi người một cái. 3, 2, 1 đếm.
1 2 Hiểu rồi. 3 Rung động lên. 3 Rung động lên. 4 4 5 6 5 6 Wow. Không có sao được không anh? 1, 2, 3, 4 4 ly ngã. Rồi tới 2 Tới em. Đứng chung với bạn Phương Mỹ Chi của em đi. Rồi kéo sửa cái đó giùm đi, ăn dài vậy lắm. Có. 1, 2, 3 1, 2, 2, không bể. Vững vững vàng lên chị dạ. Bước bước rộng quá, có chừng trục rút nha, hay vậy. Hai bước rồi đó, có chừng trục rút nha, bước rộng có trục rút á. Đúng. Hay vậy. Đúng. Hay vậy. Cô bé ngốc nghếch. Rồi, à. Mới có 2 thôi, mới có 2 đứng lại. Mới có 2 thôi. Bước 3 là bước thứ 3 rồi đó. Bước 3 rồi đó. Bước 3 rồi. Rồi bước 3 bước ngã hết một nửa ly rồi. 3 rồi. Em bước đại đi chứ em đi đi kiểu đó gì nữa. Bước 4 rồi đó. Bước 4 rồi đó. 5. Bước 1 rồi, out. Nhanh đi. Rồi xong. Rồi mở ra coi thành quả của mình đi. Tay quay. Là em bên đội nào vậy mọi người? Em bên đội thua đó em. 1, 2, 3 Nhiều vậy, đếm mệt luôn á. 15 coi, 16 coi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 cái, ồ à. Ok, tới tôi bạn ơi, tới tôi. Anh Luật khen gian lắm nè. Rồi, gì? 1, 2, go. 1 2 3 5 2 Rồi, out. Cũng nhiều à. Nãy ngập bao nhiêu? Em có 4 cái thôi. Ủa sao tôi nhiều như vậy? 2 3 4 à, okay. Rồi out. Ủa sao tôi nhiều như vậy? Em tại cái đúng cao rồi. Cái chân anh á, nó hôi. 1 Cái con chân bị quơ hả? Đúng rồi. Tức ghê 3, luôn. 5 6 7 Trời ơi. 8 Anh đâu có đạp đâu. Ống quần anh bị quơ đi không à. 8 Rồi. Tới tới chi kìa. Dạ chi. Đi. Vô. Đó. 1 6 bước ra tới sàn lắm nha. 2 Bước sao mà. Bước sao mà. 3 Chưa ra tới nơi nữa. 5 Trời ơi còn xa lắm. Xa lắm hả? Rồi, rồi bây giờ con nhảy một cái mà con nhảy phải 2,5 mét mới ra được tới không, đó. Ông đừng đừng bước cuối phải ở ngoài đây. Không. Rồi biết bên đội ai rồi. 7 Nhảy luôn, nhảy ra ngoài luôn, nhảy ra ngoài luôn. Phải qua xíu. Nhảy ra ngoài luôn. Đúng rồi, 3 bước nhảy luôn đi. 8 9 10 bước mới ra được khỏi thảm. Nên chắc chắn bị loại đầu tiên. Quá trời hay luôn. Không cần đếm ly nữa, bị loại là vô cái đội kia rồi. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, vô. 1 2 Wow. 3 Wow. Cao chân lên nha. Qua phải. Qua phải. Qua phải. Đang giỏi, đang giỏi. Qua phải, qua phải. Trời ơi, nó có một mắt mà sao hay dữ vậy ta. 5 rồi, ok. 5 Rồi, ok, ok. Ôi ghê dạ. Không ngã đi nào luôn. Trời ơi ta. Không ngã một ly nào. Vinh là phải 7 là cố Vinh. Cố lên anh ơi để khỏi bị hình phạt này. Ok. Vô. 2, 3 1 Đó. 2 2 Đó, đổi sổ không thăng bằng. 3, 3 4 5 Yeah. Một cái. 6 Nãy bị cái ống quần quơ hả? Dạ đúng rồi. Như vậy chú Thế Vinh là một ly duy nhất. Hay quá. Yeah. Yeah, không bị phạt. Yeah. Quá giỏi. Ba đội chủ, ba người bên đội chủ nhà bên đây, còn bên đây là giống như là cô ba chú bảy dắt con lên thành phố đi sắm đồ.
Ủa anh chị, lý do gì chị đưa con từ dưới miền Tây xa xôi Cà Mau áo mới lên đây sắm đồ quần áo cho con? Tại vì nó dưới Cà Mau bằng áo cũ không à, cho nên lên đây sắm đồ mới để hát bài áo mới Cà Mau cho có duyên. À con chị Tám, tại thua. Sao gì bước đi mà nó không có vững vàng vậy? Không phải, tại vì em nghĩ là em bước rộng ra thì em sẽ lắc được nhiều ly hơn, ai ngờ nó bị mất thăng bằng và bị té. Đúng rồi. Và hình phạt sẽ dành cho đội thua. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ vậy? Gì vậy? Ôi, nửa ra nát cái đường nha. Rồi, bây giờ chúng tôi có hình phạt đơn giản nhẹ nhàng. Có 3 quả bóng được kết nối với một cái vật bảo vệ phía sau và được giữ chặt trên lưng với một cái sợi dây thắt thành nút chữ thập. 3 nghệ sĩ bên đội thắng được quyền đứng phía sau từng người một, kéo dây ra và dây nó sẽ co lại và nó nổ trái bóng, và nó nổ trái bóng. Và để cho cái phần này nó thêm thoải mái và thư giãn giống như mình xem phim Hollywood. Mời âm nhạc. Anh có muốn nói gì với em? Ê! Anh có muốn nói gì với em? Ê! Trời ơi, em đưa đầu luôn chi vậy? Em chỉ đang nhắm trọng tâm thôi. Em ơi, thắng này là mới có thắng có một lần thôi. Mà kết quả này là chưa tính về thắng thua, kết quả này chỉ là hình phạt riêng thôi. Hình phạt riêng thôi. Thì em cần cái lần này thôi là đủ rồi. Lẹ, lẹ. Cái đau đớn nhất không phải là mình bị phạt, mà cái đau đớn nhất là cái đứa phía sau, đứa cái cà nhây cà nhưa. Anh ơi, thật ra thì bao nhiêu mùa rồi, đâu phải là mùa đầu tiên đâu, anh bị đâu mà. Anh Lực ơi, anh Lực ơi, đã nói chuyện đi chứ sao anh im lặng quá vậy? Thôi em được, em cầm vậy em còn sợ. Anh nói chuyện đi, anh phải nói chuyện đi. Anh trả lời em nè. Sao cái dây nó không ra ta? Anh Lực, sao mà anh đỏ vậy? Lẹ, lẹ. Thôi Lực ơi, chịu nha anh Lực ơi. Chịu nha anh Lực ơi. Chưa nổ. Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của em. Không sao, lại đi, lần này em thấy ok nè. Lần này ok rồi. Nó khó lắm, thiệt, cái này là không phải cố tình đâu. Được chưa? Rồi. Thôi đâm đại tôi một cái đi chứ, kiểu này hồi tôi chết thiệt á. Đâu có gì là dễ dàng. Cho tâm sĩ đang cho chích cho bể đại mấy đứa. Ừ, em chích thôi nha, chích thôi. Dứt khoát nha. Dứt khoát, một lần chích một. Làm đi. Happy New Year. Không rồi. Ok mà. Sao không? Ôi trời ơi, tưởng đâu cái gì. Phải vô lại láo tuyết rồi. Láo tuyết thật. Láo tuyết thật. Rồi Phương với Chi con. Này thật chị, ra là rất là rát cái lưng luôn á Chi. Chú nghĩ là con nên để lên mặt đi rồi vậy. Đó, vậy đó. Em cũng sợ cái này nữa. Hay là anh Luật làm đi. Không. Không sao đâu. Quê. Sao vậy Ngọc? Vậy quá. Đây đây sắp sửa rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Thôi là chị Ngân quá trời rồi. Rồi. Đứng cho chắc vô. Ghê quá. Alo, anh Vinh làm nhìn ghê quá. Cảm giác như đó, chị già chuẩn bị bay vô cái đó luôn á. Ô trời. Chưa nổ. Chúc mừng em. Sao lâu vậy? Chưa nổ mà cái phổi em muốn lồng luôn á. Lồng cái xanh. Anh làm sao mà anh hai cái phổi em văng ra ngoài đi. Nó đi liền sao mà. Ok mà. Dạ 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 chị dạ. Tóc em nó dần đứng. Dạ ơi dạ. Mà chị đỏ sợ. Phải dạo phải dạo. Ủa, nãy giờ em ở đâu vậy mọi người? Trời ơi, mới vừa về tới xuân. Bắn một cái nó văng về Bình Lợi luôn á. Nói chung là thưa quý vị, là ở cái thử thách đầu tiên thì đơn giản nhẹ nhàng thôi. Còn những cái cay đắng, đau đớn nằm ở phần sau của chương trình. Và bây giờ là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show. Hay lắm, hay lắm. Tường lớn chim su
món ngon cùng vị. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Ở trò chơi này chúng ta sẽ có 4 lượt chơi, mỗi đội sẽ có 2 lượt chơi và chúng ta chơi 2 chiều với nhau. Chiều đầu tiên là đội bên này sẽ có 4 tấm thảm, màu cam, màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Sẽ được sắp xếp bởi đội bên đây 2 người. Xong hết full thì họ sẽ nói là vị trí tay phải của người này sẽ đặt qua bên màu gì thì do mình chọn. Chân phải màu gì, chân trái màu gì, chân tay trái màu gì là do mình chọn, đội bên kia. Và sau đó họ sẽ dùng bóng bóng, họ quăng qua bên đây, họ sẽ không thấy mình. Và bóng bóng rơi vào vị trí con người thì được tính, rơi vào đất không tính. Đội nào chính xác nhiều hơn sau 4 lượt chơi, đội đó giành chiến thắng. Chính xác là chính xác cái bóng vô đây hả? Vào cơ thể. Chú ơi, nhưng mà ý là cái đội ở dưới đây, cái người đứng dưới đây với người trên đây đều cùng một đội đúng không chú? Dạ, hai đội ạ. À, khác đội. Đội bên kia sẽ điều khiển vị trí tay chân vào vị trí tấm thảm màu mà mình muốn. Ok. Đơn giản vậy thôi. Vâng, ai bên đây trước? Đội nào bên đây trước? Quán tô xì. Quán tô xì, xin mời. Ngân, mời anh Lực. Chi? À, mời khách mời. Dạ. Anh mời kìa, dạ anh Chinh đi. Vô. 1, 2 ba. Trời ơi. Đừng phải cho anh chơi xì xầm nữa, chơi vui lắm. Lâu lâu cho ra thể hiện một xíu mà. Là vậy đó là... Mình quăng trước đi hả? Mình quăng trước. Đúng rồi. Dạ. Sẵn sàng chưa? Ai là hai người chơi đầu tiên ở vị trí nào? À, thôi tôi với anh Lực chơi trước đi. Mình quăng trước đúng không? Đúng rồi. Để cho bé Chi đó coi nó có kinh nghiệm. Rồi, dạ, đúng. Hai người quăng trước là Lâm với Dạ và Tiến Luật sẽ ở bên kia bức tường. Vâng. Hai người chơi trước ở vị trí bên đây xếp thảm lại. Dạ, là chú Thế Vinh và Thúy Ngân. Đó, bên đây bức tường. Thúy Ngân. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời vào vị trí bên mình. À, mời qua bên kia. Con quanh kia gọi mình thấy bên đây là không nhắc sao? Chúng ta xin nhắc lại là mỗi chi vào một màu thảm thì mới tăng độ khó. Hiểu. Chi vào một rồi, màu 3, 2, 1, bắt đầu. Đố bên đó là có màu gì ở bên này? Màu cam, màu xanh, màu vàng và màu... Đỏ. Màu đỏ. Hồng. Quá giỏi. Rồi, bây giờ Thúy Ngân. Chưa nhắc xong. Anh nhắc quá à. Màu gì? Để tôi set up cho Thúy Ngân. Rớt trên cơ thể mới tính chứ không ở dưới đất. Tưng lên là không tính. Nên nhớ chúng ta phải tính toán làm sao mà để cái độ co giãn, cái độ bành trướng của cơ thể nó phải nhỏ lại. Đúng rồi. Được rồi anh Vinh, được rồi. Hiểu chưa ạ? Dạ, dạ hiểu. Ê cái gì? Bé Chi à, con còn nhỏ tuổi. Bé Chi thấy chỗ này hở cho nên làm cho nó khích lại. Dạ đúng rồi. Tôi không hoang gian. Bây giờ bên đây là sẵn sàng, mời bên ném bóng chỉ định. Tôi chỉ định Thúy Ngân. Sao anh? Có nêu tên đích danh được đúng không? Được. Thúy Ngân, tay trái vào ô màu cam. Màu cam. Tay trái Ngân ơi. Nhỏ không phân biệt được tay trái. Chân trái vào ô màu xanh dương. Xanh dương. Đúng quá. Xanh dương. Tay phải vào ô màu vàng. Chân phải vào ô còn lại. Màu hồng. Trời ơi. Chúng ta nên nhớ là cái biên độ của cơ thể nó càng rộng thì cái độ quăng, cái bấm nó càng chính xác hơn, nó càng dễ. Rồi, và... tới Lâm Vĩ Dạ. Trương Tiến Vinh. Yeah. Tay phải màu xanh dương. Rồi. Chân phải màu cam. Chân phải màu cam. Rồi. Chân trái màu vàng. Rồi. Và tay trái màu đỏ. Yeah. Rồi. 3, 2, 1. À, hai người không được chung một ô, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có mỗi lượt quăng là 5 quả bóng. Bắt đầu. Anh Luật sẽ là người quăng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, Ngân ơi. Trời ơi, trúng vào đầu Ngân rồi. Tôi. Xạo. Nhẹ thôi. Trời ơi. Trời ơi. Xạo. Nhẹ thôi. Trời ơi. Trời ơi, Trinh ơi. Coi chừng á. Nhẹ thôi. Trời ơi. Đau đầu em quá. Tới tôi. Trời ơi. Trời ơi. Hết chưa? Một trái nữa. 2, 3, 4, 5 đủ rồi. Một trái bể rồi. Năm rồi. Xanh coi. Năm rồi. Năm rồi. Mời bước qua đây.
Ủa sao nó hoàn toàn không chính xác, hoàn toàn không chính xác, không trúng luôn hả? Không trúng. Ủa người ta ngồi đây mà các anh chị quăng thuốc rồi kia. Không được, đâu có canh đường bên này. Đúng là chơi đâu đây. Không được nhìn. Cái đây là cái ô của quy định mà tự nhiên quăng thuốc rồi kia, có ai chơi rồi kia hay là có ai chơi rồi đó? Bên này có ai? Rồi vậy là mình thua rồi. Bây giờ đợi mình vào đây và đợi cặp bên kia qua bên kia, xin mời. Chưa. Chị khoan con. Cô ba qua bên kia, cô ba. Thôi em ngồi đây chơi thôi, em không nhắc thề. Em không nhắc. Thôi. Có cái gì vui đâu, bên này vui hơn. Rồi. Xong rồi phải không? Rồi mời bên trái, mời đợi mình quyết định đi ạ. Em xin được chọn anh Luật. Em xin được tay trái anh Luật vào ô màu cam. Tay phải anh Luật vô ô màu cam. Chân trái anh Luật vô màu cam. Chân trái anh Luật vô màu cam. Ê, một mỗi chi. Chân phải anh Luật vô màu cam. Trời ơi, hay quá, thông minh. Ủa, con bé đúng, thông minh. Đúng rồi, đúng rồi, chị mới dài ra. Ok. Trời ơi. Dạ ơi. Anh muốn em vô ô màu xanh dương. Tay trái. Tay trái xanh vương, xanh vương. Chân phải vô ô màu vàng. Từ từ, tay trái là xanh dương. Chân trái vô ô màu xanh dương. Chị quay lại, chị quay lại. Trời. Tay trái màu xanh dương, tay phải màu vàng. Chân trái màu xanh dương, chân phải màu vàng, đúng không Vinh? Đúng rồi anh. Ok. Hãy nha anh. Rồi. Chúng ta con rồi. Khoan khoan. Vinh không? Vinh, Vinh, Vinh. Vinh đâu? Vinh mà cháu. Rồi, trúng không, trúng không? Hay dạ, chưa, chưa. Tiếp tục, tiếp tục. Chưa trúng nha, tưng xuống rồi. Từ dưới đất tưng lên là không được tính. Ai quả? Thẻ bỏng ấy, thẻ bỏng em. Ừ đúng rồi. Ây da. Ây da. Bốn quả rồi. Ê, không trúng. Rồi, không trúng, xong. Còn không một trúng. Trái nữa. Năm trái rồi. Năm trái rồi. Có trúng không vậy? Không trúng nào hết. Ủa sao vậy? Vậy là chúng ta đã nhìn thấy bằng camera hai quả chính xác. Đúng ai vậy? Đúng dạ hả? Đúng tôi không. Như vậy là lượt đầu tiên là Tiến Luật và là bây giờ thua. Chị dạ, bây giờ là lượt chơi thứ hai, mời đổi một người và một người cũ. Tôi và Phương Mỹ Chi. Em thôi, ai em với chị không? Chị với em đi. Ok. Chúng tôi không đổi gì hết. Chị Ngọc kìa. Không chưa? Rồi. Cho chị xin cánh tay phải của em vào màu hồng. Cánh tay trái của em vào màu xanh. Tiếp tục. Chân trái của em vào màu hồng. Trời ơi. Chân phải của em vào màu vàng. Chà. Rồi, người còn lại. Người còn lại cho em xin tay trái vô ô màu cam. Đó. Tay phải vô ô màu vàng. Chân phải vô màu vàng. Chân phải, chân phải. Đẹp. Tay trái vô ô màu vàng. Tay trái rồi bà. Tay trái. Còn chân, cái chân trái thôi. Chân trái vô màu vàng. Chân trái ô vàng. Sao vô? Được hết á. Được, được, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, luôn luôn cái chân kia lại. Mày. Đúng rồi chú ơi. Đúng rồi. Rồi. Tới quăng rồi hả? Quăng. Bắt đầu. Thấy quăng đúng rồi đó nha. À. Chưa, chưa, chưa. À. Cao quá. Hay quá. Cao quá, cao quá. Ghê vậy trời. Ủa trúng chú luôn rồi hả? Đâu có trúng. Ê, hey, quá. Đúng không? Đúng không anh? 5 quả. 5 quả không trúng một quả. Ủa? Không thành công. Sao dạ vô hai trái đó là làm gì vậy? Trời ơi, rất là chà bá bên đây mà xong vô cái chữ không chà bá. Kỳ vậy ta. Rồi, tới bên. Bây giờ tôi biết rồi.
Xong chưa? Chưa. Bên kia xong chưa? Dạ rồi. Bên này là chuẩn bị xong rồi. Rồi chưa? Rồi. Wow. Wow. Lan Ngọc. Dạ. Tay phải màu vàng. Chân phải màu cam. Tay trái màu cam. Úp lại, úp lại, úp lại, úp lại. Chân phải. Ủa, chân trái chứ. Chân trái màu cam. Sao một người? Dạ, chú Dương Thế Vinh. À, Trương Thế Vinh. Cô Ngân. Chị Ngân. Chị Ngân tuổi gì? Chị Ngân tuổi 10. Chị Ngân tay phải màu hồng. À, chân phải màu xanh vương. Màu xanh, xanh vương là xanh gì vậy? Tay trái màu xanh vương. Chân trái màu hồng. Tôi thấy có những nụ cười bên kia rồi. Ok. Ok bạn, ok bạn. Quá ok luôn á. Ok bạn. Ok chưa? Bắt đầu. Ok. Bắt đầu nè. Sống chúng. Bắt đầu nè. Bắt đầu nè. Nhẹ thôi con. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi con. Nhẹ thôi. Ba. Bốn quả. Thôi chú chưa thấy. Quả cuối cùng. Sao? Mời đứng dậy, mời đứng dậy, mời đứng dậy. Ủa? Ủa? Không trúng luôn hả? Năm lượt thì chỉ có một lượt mà thôi. Ủa, đây bên đây cũng một lượt mà. Hồi nãy xin hỏi lên. Đợt trước chơi á. Hai quả. Hai bên cái. Mình trúng hai quả. Đúng rồi. Tỷ số ở cái trò chơi thảm này á là 2-1. Là bên mình thắng. Thì bây giờ tỷ số mới game đầu tiên này. 1-0. Yeah. Để mà. Sao đâu còn cơ hội mà. Đúng rồi. Mới game đầu tiên thôi. Không nói được điều gì hết. Chưa nói được điều gì hết. Chỉ khi nào mà thua là 4 game thì tao mới thấy anh kỳ. Chứ thua 1 game thì sao. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với trò chơi thứ hai trong chương trình 7 nụ cười show. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Thưa quý vị, chúng ta lại quay trở lại với 7 nụ cười show. Sau đây chúng ta có một trò chơi giống như là chơi mèo chuột ngày xưa. Đây là trò chơi là nắng mưa thất thường. Ok. À, mỗi người sẽ có một vị trí, hai người vào trong một cái phao này, một người vào trong cái phao màu đỏ. Bên này cũng vậy, y chang vậy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc bất kỳ một vị trí nào đó bắt đầu di chuyển theo hình vòng tròn tới vị trí nào mà mình thích. Nắng thì mình đi qua, mưa thì mình bóp. Bé mưa, bé mưa. Và lập tức cái người bị cái mưa dội xuống phải lập tức lượm một cái cây muối của chúng tôi và đập được cái người vừa bóp cái những giọt hạt mưa đó vào đầu mình là xong một lượt chơi. Chúng ta sẽ có 10 lượt chơi như vậy. Đội nào mang về nhiều lượt thành công hơn đội đó thắng. Còn cái người kia chạy như thế nào thì thoát? Chạy một vòng về lại vị trí gỗ là thoát. À, về lại cái vị trí ngồi của họ đó. Thôi là chạy vòng qua đây được luôn. Họ sẽ chạy theo đúng một chiều kim đồng hồ thôi. Bây giờ chúng ta quy định là ngược chiều hay đúng chiều kim đồng hồ. Cả hai chiều. Cả hai chiều đi, anh muốn chạy đâu chạy. Bảy đâu được. Một chiều một. Quy định đi, ngược hay xuôi? Đây là ngược hả? Cái này là xuôi.
Thôi bây giờ xui đi, chứ Hưởng nó không biết chạy đó. Chúng ta quy định một người chơi đầu tiên thôi. À. Người bị tiếp theo sẽ là người chơi tiếp theo. Quả tôi chơi đi, đội nào thắng được quyền chọn người. Chọn người, đội mình cũng được và đội kia cũng được. Nào, tới đây với anh. Em. 1, 2, 3, 3. Thắng được quyền chỉ định bất kỳ người nào kể cả bản thân mình. Chọn ai chơi đầu tiên? Ngân chơi đầu tiên. Vậy thì còn chơi gì nữa, xin mời. Chúng ta xen kẽ, chỉ có duy nhất cái phao đôi á là phải người cùng một đội. Và khi chúng ta bóp nắng trở thành mưa cho cái người bị bóp, thì chúng ta phải chạy một vòng về ngay vị trí của người đã bị dội mưa. Okay, hiểu chưa ạ? Okay. Ví dụ Ngân bóp quả bóng đầu tiên vào Tiến Luật thì phải chạy một vòng và sau đó về vị trí của Tiến Luật. Ok. Và Tiến Luật sẽ là người chơi tiếp theo. Mời Ngân vào vị trí. Rồi tất cả đều ngược kim hồ. Ok. Sẵn sàng chưa? Ngồi xuống, ngồi xuống. 3, 2, 1. Trò chơi nước mưa xin phép bắt đầu. Là không phải chạy về ngược lại. Nắng. Mẹ nắng nè. Mẹ đọc nắng. Không, đọc một nắng. Mẹ nình nình nắng. Nình nắng. Nình nắng. Ngân ơi, anh nhảy ra đây là cái lấy cái cây bên này đó. Em phải đi được phân nửa đường. Dám, tôi thấp thêm mưa. Chạy không lại đi lần đâu. Đừng lại, lại ngon lên đây. Chúng ta nên nhớ là chúng ta chạy đúng cái chiều, chứ không được chạy xéo qua để chặn đầu người ta nha. Để mưa, để mưa, để mưa. Lẹ lẹ ngon ơi. Đâu có dễ. Rồi xong rồi, không kịp rồi. Ngồi lên, phải ngồi lên. Ngồi lên, thành công. Trời ơi. Ủa, là mình phải chạy vòng hay mình dí đâu? Không có được, tắt tắt nghe. Đâu được tắt nghe đúng không? Ê, cái này trơn lắm luôn á. Trơn hơn mấy lần mình chơi luôn á. Xin lỗi, nó sao vậy? Chạy theo cái đường người ta chạy chứ không được chạy. Nhưng mà phải quay người trước người sau mới dễ chạy chứ. Hai người thôi. Em nói bà là bà Chi có gì nói mình. Bà mới Ngân mà tới chị á là em phải chụp Ngân lại để chị chụp cái cây liền. Không, bà qua bà đi chụp bà Ngọc. Mà đi làm gì vậy Chi? Em thấy chị Ngân chạy đến đằng kia, mình đâu có được đi xéo đâu. Bây giờ như thế này, cái người mà tạo ra mưa là người đi làm người ta. Tức là bây giờ Ngân đi thì Ngân không cần phải đi vòng qua đây, mà Ngân đi bên tay phải. Là vòng qua ghế của chị Dạ. À, nhưng mà khi về đích là phải đi vòng ha. À, cặp nào bị á thì mình sẽ đi từ phía phải. Giờ chơi lại từ đầu á. Chơi lại từ đầu. Cái nắng nè, khu vực này mà không có hợp cho em được. Bé này chị tin không? Không sợ lắm. Đi bên kia kìa, đi đâu vậy? Ủa Ngân, đi đâu vậy? Rồi đừng nói đợi đó chị. Không phải nè, em nói đó. Nắng hay mưa mà. Ủa? Em chưa nói nắng hay mưa mà. Đồng đội mà. Không, mình đứng im đi, đừng đi ngựa. Không có, mình đồng đội. Ôi, mà đồng đội mình tự nhiên giải thuốc. Không có. Em chưa nói nắng hay mưa mà. Bây giờ ngồi lại đi, em mới được nói. Như vậy là lượt đầu tiên Thúy Ngân thua. Trời ơi, đồng thua. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Tới Lan Ngọc. Đây anh. Đừng có đụng tới tôi dí em chạy té sấp mặt. Em nhớ lại cái trường hợp của Tiểu Vy không? Anh ok không? Anh ok. Anh ok mà anh đi chen đường em không có bụp được ảnh. Nắng là lượng. Nắng. Dạ chuẩn bị coi chừng. Nắng. Ôi sao hoài vậy? Dạ.
Được hết á. Bấm không? Bấm đi. Tao sợ. Đi đi. Đi đâu? Đi đi. Cái gì vậy? Nó đang kẹt. Đi đi. Đi đi. Giữ lại. Nhảy lên lọc. Nhảy lên lọc. Ủa, có quyền cản hả? Đâu ai cấm đâu? Em cản anh Luật á. Anh phải vòng qua bên em, tự nhiên anh chạy lại trước mặt em. Đúng rồi. Anh Luật đi sai. Vinh nó cản tôi kìa. Thì đúng rồi. Đâu ai cấm đâu, đó đâu có vào đâu. Ok ok. Ủa đáng lẽ là anh Luật vừa đụng anh Vinh là anh Vinh thua rồi, sao anh Vinh cản? Anh đâu phải là người bị. Em là người bóp anh mà. Anh là người bóp cái bóng mà. Anh bóp giùm. Đúng. Lý luận chắc bén. Anh nói gì em tiếng đi. Anh Luật. Nắng nha, nắng nha. Mình té đâu, mình đứng dậy chỗ đó anh Luật ơi. Chưa nói em mà. Khùng. Nắng. Cho ta cẩn thận. Mưa. Chạy luôn ơi, chạy luôn. Nhanh lên kìa, nhanh lên. Anh Luật anh sợ đó. Nhanh lên. Sao nó chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, tôi quay qua tôi thấy nó chạy cho nó dồn luôn. Dồn luôn. Lượt này tiếng Lực thua. Anh chơi tiếp đi. Thưa quý vị, cái người thua phải thắng xong là sẽ bị lẫn quẩn trong cái vùng chơi. Tiếng Lực, đây. Dòng xây vô tận. Nắng. Trời ơi à. Nắng. Anh nữa không? Xem té. Nắng. Nắng. Nói đi, rồi đi. Rồi đi. Làm gì có chuyện mình xa như vậy, phải để từ trên đầu để xuống. Để ai đầu để xuống sao chạy. Nhưng mà ai cho anh bớt như vậy, anh Giang anh bớt thì xa như vậy, ai mà tính. Miễn cho em ướt là được rồi. Không ướt là không tính nha. Okay. Ướt được rồi. Ok. Nắng. 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 Tôi không bao giờ chơi đồng đội tôi. Mưa. Quá tệ, tôi tệ. Em không chấp nhận kết quả. Anh Luật không có lần. Cái đó anh Luật bị thua, anh Luật làm lại. Tào lao quá đi. Thì anh Luật không có đi vòng ra làm sao. Trời ơi, cái lúc mà Luật ngồi đây, Luật là đã sai đó mà mọi người không chịu về. Mà cuối cùng Luật về bên kia, mà Luật không đi vòng đây. Đâu? Luật thua. Làm lại tiếp. Trời ơi. Anh hết chuyện, anh chơi đội mình, anh muốn đội mình thua đúng không? Giờ anh đi đâu rồi? Tôi mệt quá rồi mọi người à. Thôi đợi em xíu, đợi em xíu. Bên này, bên này bé chơi, bên này. Mẹ. Sung quá. Anh nhớ anh nha. Em mà. Nắng. Là tôi đúng không? Ngọc ngồi xuống. Ngồi xuống đàng hoàng. Em ngồi xuống đàng hoàng làm trò gì vậy?
nắng. Hai đồng đội thôi, đừng nữa mà. Cái gì cùng quá. Đừng hồi nãy nữa mà. Chú chơi để chú lấy sĩ diện thôi. Nắng. Nắng nè. Thôi mà. Giờ mình còn phải cảnh giác đồng đội. Buồn. Buồn. Mái sẵn rồi kìa. Nắng. Nắng. Nắng em ơi, em chạy nhanh lắm. Bé này cũng vậy. Cũng vậy là cái chữ cũng vậy thôi, còn nắng là phải nắng, mưa thôi. Chi con làm gì con nắm cái này cứng ngắc vậy Chi? Con làm gì vậy? Con thủ chứ. Trong nhà không mà nắng. Thua đó. Thôi. Thôi. Buồn. Buồn. Không có cách nào. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ngồi đàng hoàng. Em ngồi xuống đàng hoàng đi. Em ngồi xuống đàng hoàng, em đừng có làm cái vậy. Em ngồi em làm. Em ngồi đàng hoàng. Em muốn chơi đàng hoàng không? Mưa. Sao đi quay được lại chị? Thật là chạy nhanh dữ vậy trời. Phải trốn mà. Như vậy là Thúy, Ngân, Thắng, Lực tiếp tục. Mệt sao vậy trời? Mệt. Anh hiểu cảm giác của chị già mùi trước chưa? Bây giờ hai đồng đội có cứu một lần không? Dạ cố đi. Ủa. Chạy nhanh lên. Đã nó chạy chậm mà nó có chậm đi chứ. Nhanh lên Chi, nhanh lên Chi. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi. Cuối cùng tôi đã thoát rồi. Sao chú có tính thắng đồng đội vậy? Ghê luôn á. Bỏ đang chạy đằng sau với nhau luôn lần trước. Làm gì đi ngược luôn á. Mấy đứa đừng kiếm anh mệt lắm rồi. Tính tụi em ăn miếng trả miếng lắm. Anh mà đã muốn chơi kiểu đó thì tụi em cũng chơi như vậy. Bây giờ sẽ là lượt của Lâm Vĩ Dạ. Đừng, dạ anh mệt, dạ cho anh thở xíu dạ. Tại vì tôi biết anh mệt cho nên là dạ, nếu mà vậy mình phải tính là Chi về trước đi con. Để đường ấy hơn. Đường rộng mở không chị? Nắng chưa? Nắng. À nắng. Ừ, cho anh nắng cái vậy. Mưa. Ủa lộn, nắng. Chưa. Bóng chưa bẻ ba, bóng chưa bẻ ba. Không phải bị liệu nắng. Trời ơi trời, tôi cảm tôi có tuổi rồi, tôi liệu đây là nắng nè. Đó, cái mặt này đâu thể nào là mưa, đúng không? Đây là nắng luôn. Lâu lâu đi Sài Gòn qua tôi bắt chứ. Anh cho em hỏi cái khu trượt nước ở đâu anh? Ngay chỗ khúc giữa. Trượt ống á? Đó, ngay khúc giữa đó. À, cái mắng sói mây đó hả? Chà, cái mắng này trượt đã nha. Cảm ơn. À, con có thích chỗ này không? Con thấy là trượt cũng đã. Trượt cũng đã ha. Dạ. Vậy thì mình trượt luôn chỗ dạ. Này chứ đại gì. Dạ. Chạy, chủ yếu là cái ghế chứ không phải là đụng hay bị gì hết trơn á. Chạy. Trời ơi, công nhận đội tôi hay ghê, tự hại nhau không? Trời ơi. Thì bởi vì em mới hồi nãy em hại đội em một cái để cho mọi người đỡ áp lực á. Tiếp tục, Lâm Vĩ Dạ. Chà, hai đứa thể lực mạnh nhất trong team. Mệt quá. Sao? Nắng. Ăn con hổ vồ sợ lắm. Mấy lượt rồi. Vinh không có được nhìn, Vinh quay lên Vinh. Sao mà nhìn vậy đâu? Mưa. Ơi, bố. Chủ yếu là cái ghế nồi, chủ yếu là cái ghế nồi hả? Đi luôn lên đây, đi luôn lên đây, đi luôn lên phải trở về cái ghế này nè. Đi anh Vinh, đi anh Vinh. Đi. Là chơi chưa? Nãy giờ là đội đó chơi chưa vậy anh Giang? Lượt này tiếp tục thua. Anh ơi, chơi bao nhiêu lượt mới hết vậy anh? Hai lượt nữa.
Rồi, chúng ta sẽ đổi vị trí. Mời Lan Ngọc với lại Đức Vinh ngồi giữa. Em muốn đổi anh Luật vô cái vị trí này. Xin mời. Nắng. Chết luôn. Nắng. Thích mưa hay thích nắng? Mưa. Thì là mưa. Ê, Vinh không được dí dạ. Đúng rồi, phải là Ngọc, phải là Ngọc. Đúng rồi, phải là Ngọc, phải là Ngọc. Phải là Ngọc, chứ Vinh kìa, Vinh chơi lớn dạ rồi. Đây nè, thì đây. Ủa, thì đã chạy thôi. Sai lộn hết. Đấy rồi. Không được, không được. Đúng là chết rồi mà. Chị chạy về đi, chạy về. Đúng là chết rồi mà. Chạy về thôi. Chạy về đi. Đúng yếu là chết. Em đừng có chơi ăn chơi như vậy. Rồi, nhỏ em tôi đã gãy đổ rồi. Sao, sao? Đó. Đây là nhân quả tuần hoàn. Trời, nó nghe một cái sẹt luôn mọi người. Đau thử rồi, giơ tay coi, giơ tay. Dạ. À, à, đau. Đâu ở đâu? Tới cái ghế rồi. Đâu có, ta tới nãy giờ rồi. Rồi. Cái ghế. Lộn ghế, em lộn ghế. Trời ơi, chị ơi, nãy chị ngay chỗ đó là em tưởng chị leo lên ngồi rồi. Trời ơi, em lộn, em nhớ hồi nãy ngồi lên đây. Bây giờ em không còn chiêu nào nữa. Như vậy là lượt vừa rồi, Lâm Vĩ Dạ thua, tiếp tục Lâm Vĩ Dạ. Ngân nó khỏe lại rồi. Không, bây giờ nhìn trước đi, đừng có nhìn tùm lum. Đúng rồi. Đúng rồi, tất cả nhìn phía trước. Đến là đón thôi. Đã chậm chạp rồi, bây giờ còn tật quyền. Nắng. Nắng anh ơi, anh là phải nắng. Cái tướng này là nắng. Em cũng mệt lắm, em cũng mệt. Nắng luôn. Cho anh nắng cái nữa, cho anh nắng cái nữa. Nắng cái này thôi. Ôi, ai, ai bố không phải em, lông cái bóng của em dựng lại đây. Trời ơi, em tâm lý em chạy luôn á. Chạy luôn á. Mưa là bên kia. Mưa hả? Cho em cho mà. Thôi không tin. Thôi không tin. Mặt này mà cho ai cái gì? Không lấy của người ta tao chứ cho ai cái gì? Ơ, trời ơi, chị đang ngốc quá. Ờ, chắc tại do mưa đó mẹ. Chưa có bà. Chưa có bà. Chưa có bà. Chưa có bà không tính. Chưa có bà không tính. Hù thôi chứ nắng mà. Mưa. Đây nè. Chị dạ nhanh lên. Chị dạ nhanh lên dạ. Đúng rồi. Chị dạ quá sao lưng em. Quá sao lưng em. Vinh phải đi đằng này. Đây nè. Bên này chơi dữ quá rồi. Dữ gì? Tự nhiên em đi em bóc cho người tôi. Anh la la. Mình thắng rồi. Mình thắng rồi mà. Vòng cuối rồi mà. Sao thắng vậy? Em hỏi ơi, anh là anh Luật á. Như vậy là đội Lâm Vĩ Dạ, Tiến Luật và Phương Phi Chi mang về 2. Đội còn lại mang về 8. Yeah. Wow. Ở lượt này, trò chơi này mình lại thua nữa rồi. Yeah. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Chúng ta sẽ có trò chơi về chữ nghĩa. Chữ nghĩa? Quýt làm cam chịu, ngươi đi làm nhưng không. Sai thì đồng đội sẽ lãnh hậu quả. 3 lượt chơi. Rồi, quýt đứng, cam ngồi ghế. Xin mời. Quýt đứng, cam ngồi ghế. Chú ngồi ghế. Ủa, tôi tưởng anh là cháy quýt. Quýt đứng đây. Đứng đây, quýt đứng đây. Hãy chọn hình phạt mình muốn. Ở đây có 3 hình phạt. Thứ nhất, đập trứng. Thứ hai, đập bột. Thứ ba, tạt nước. À, xin mời anh. Không, em chứ. Đơn vị tính một. Ai gọi là gì lịch sự vậy? Không sao, anh cứ chọn trước đi. Anh là chọn trước. Thí dụ, anh chọn một cái trứng cút thì em sẽ chọn cái này không? Không, không, không. Đừng có xạo. Sẩm xìm đi, có ai chọn trước. 1, 2, 3. Tôi biết. Thắng chọn trước. Thắng quyết định chứ. Thắng anh chọn định. Trước đi. Cái hộp gà. Có thể chọn trùng. Cái hộp gà hả? Một cái hộp gà luôn. Rồi, mời hai bạn đứng. Chúng tôi sẽ đưa ra một vé
trước và một vé sau. Ví dụ chúng tôi đưa vé trước là Giang dao, các bạn sẽ điền vào một hành động một chữ, ví dụ Giang giật dao. À, hiểu chưa? Hiểu rồi, hoàn thành câu. Hoàn thành câu. Hỏi điền nồi, vào chỗ trống. Nồi cơm điện, hiểu chưa? Ai chưa hiểu? Xin hỏi, hiểu chưa? Cái nụ cười tôi nghi lắm, ngờ vẹt lắm. Điền một từ bất kỳ phải không anh? Đúng rồi. Nhưng mà Giang, câu hợp lý. Cái từ đó phải là hành động một chữ và lần lượt mỗi người có 5 giây thôi. Ai 5 giây không hoàn thành dừng lại, người đó thua. Người trước đó không có nghĩa là phải trả lời thêm một từ nữa, lập tức thua khi người đối diện dừng lại. Khoan, tôi nói là Lan Ngọc hay nhắn lắm, tôi với Lan Ngọc nhìn nhau. Đúng, đúng rồi. Vinh hồi nãy em quên, với lại Dạ nhìn nhau. Em lựa chọn một ly nước đầu à, đúng. Cái gì? Rồi, cầm hình phạt của mình đã chọn. Trời ơi. Nước đâu, nước đâu? Không có, đâu. Trứng luôn. Tôi thích cầm cái ly trước. Cái động từ của chúng tôi quy định là một chữ duy nhất. Và là ví dụ như Giang thì phải là giờ luôn. Và dao, Giang là gì em? Giang là trời gì? Ơi. Ủa, không được đồng âm luôn hả chú? Dao là bạn tên Dao á. Giờ y ao dao á là bạn Giang với bạn Dao thì phải là Giang giật dao, là giật bạn tên là Dao á. Hiểu không? Ví dụ như là Luật với bạn Luân, Luật liếc Luân. Đó. Tụi em có cần phải đọc lại nguyên câu không? Có chứ. Luật liếc Luân, động từ một chữ và trùng với đáp án, trùng với cái đề bài mình chương trình đưa ra. Dạ. Nhưng mà cho con hỏi là đồng âm có được không, hay là phải đúng chính tả chữ G là phải G hay là chữ G? Phải đúng chính tả. Hồi nãy chú đã thấy con em màu xanh vương là chú hiểu rồi. Vương là chú hiểu rồi. Trời ơi. Đồng đội của tôi. Bắt đầu. Quả tôi xì để coi ai trả lời trước. 1, 2, 3. Rồi, người thua sẽ là người trả lời trước. Nếu trả lời không đúng luật chương trình đưa ra, lập tức sai. Con cua, con còng. Cua cạp còng. Ủa? Thiếu chữ. Ủa? Phải con hả chú? Tôi đã nói từ đầu rồi, nhắc lại đúng những gì đề bài đưa ra. Không, tại nãy anh ví dụ có ba chữ. Đó là ví dụ thôi, đâu thể là ví dụ giống y chang được. Thôi anh cho lại bé khách mời. Không, mà bị sợ rồi. Tội nghiệp, trời, tôi chấp nhận. Không. Rồi, vậy xé nha. Đàn đà điểu, đèn đường. Đàn đà điểu, đạp đèn đường. 5. Đàn đà 4. Điểu, đá đèn đường. Đàn đà điểu, đi đèn đường. Thua, đi là sao? Đi là sao? Xin lỗi. Ôi, con bé này. Bé nó khỏe, nó mới học đại học gì đó. Con delay đại học 2 năm hả con hả? Tức là cái câu của Chi là nó không có nghĩa. Ủa là phải có nghĩa nữa hả chú? Trời ơi. Trời ơi, nó chưa hiểu luôn. Mình chơi tiếng Việt phải chơi có nghĩa chứ con. Bạn ơi, cho cháu tôi cơ hội lần nữa bạn, tôi chấp nhận bạn. Rồi, hiện tại tỷ số là lượt đầu tiên mình thắng, lượt thứ hai. À, chú bắt đầu tét tét đầu rồi nha con. Đó, 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 đó. Cô Ngọc đập có lực dữ lắm. Đã lượt mình đó nha. Tuấn Tài, Tuấn Tiến. Tuấn Tài tắm Tuấn Tiến. Tuấn Tài tạc Tuấn Tiến. Tuấn Tài tiễn Tuấn Tiến. Tuấn Tài. Hết giờ, hết giờ. Chị thấy em nên chơi cái trò này nhiều. Chị thấy ok lắm. Cô xin lỗi chú, cái tóc chú bớt lại rồi. Làm gì có gì mà bớt. Tóc đâu ra mà bớt. Tôi chưa hiểu gì luôn. Tôi chưa hiểu gì luôn hả? Không phải là trứng gà, này là sự thất vọng. Chúng ta chơi 3 cặp từ mà 2 cặp thắng rồi. Dạ em thắng. Rồi mình thắng. Dạ. Yeah. Hay là muốn chơi tiếp? Thôi. Rồi, đổi vị trí. Đổi lượt. Quýt khác và cam khác. Tôi là quýt nè. Tôi là cam. Xin hỏi là hai bạn cam chọn hình phạt gì? Dạ nước. Đẩy nước. Một nước vô đây đẩy. Mỗi lứa một ly. Ủa, Vinh chọn nước luôn hả? Nước luôn. Rồi, quy định tát thẳng vào mặt. Đừng có tát cái ly vô mặt nha. Quả tôi xì, ai trả lời trước? Ai thua trả lời trước. Cố gắng lên. Chết lượt rồi. Cố gắng lên được. Em nói anh mới là lạc tay lái á. Lũ lương là cái kéo rồi. Lũ lương. Không nghe. 5. Lũ lợn lũ lương. 4. Lũ lợn tán lũ lương. Cái
này dạ? Cái gì vậy? Phải chữ L chú. Phải chữ L. Vô lỗ tai luôn rồi. Lộn lộn. Tức anh quá. Hồi nãy giờ anh ngồi đây. Lộn lộn. Mà lộn lộn. Lộn lộn. Em bạn, tôi nói thiệt tôi. Trời ơi bạn ơi, hai cái vô đầu không có. Không có kịp cho tôi xin một lần đi. Nè, người ta nói là như vừa lũ lợn. Lộn lộn. Cho tôi xin lần bạn lộn đi. Lũ lợn. Lũ lợn. Lũ lợn. Lũ lợn. Liếc lũ lương. Đúng rồi, liếc lũ lương. Lùa. Lùa lũ lương, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Hay quá, đứng ngoài hay quá. Thôi rồi, thua rồi, tiếp tục đi anh. Rồi, một rồi. Lượt đầu tiên, tiếp lượt thua. Em muốn tán anh thuê luôn, lũ lợn, tán lũ lương. Dạ, em chơi, em tạt nước rồi, lỗ tai tôi ụn bên rồi, hết nghe rồi đó. Anh nhấc ra đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Gấu. Gà. Ai trước? Bốn. Gấu. Ba, gấu, hai, gấu. Một. Dứt. Gấu. Gấu. Gấu à. Gấu. Gấu à. Gấu à. Gấu gà. Gà hả? Gấu gà gánh. Ôi. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch. Đó đó. Đó đó. Tới lượt của anh kìa. Lũ lợn, lũ lương. Lũ lợn. Bốn. Liếc lũ lương. Lũ lợn. Ờ gì đó. Liếc lũ lương. Lũ lợn. Lườm lũ lương. Lũ lợn à. Lè lũ lương. Lè chị Ngân lè nhắc, không có nghĩa. Chị Ngân nhắc. Khoan. Lũ lợn. Lè lũ lương là gì? Lè lưỡi á. Lưỡi đâu? Lè lưỡi lũ lương. Là dư chữ. Lùa. Lùa. Lùa chính xác. Em không nhắc hoài luôn á. Hả? Với mẹ nói em nhắc đâu. Cái từ đó không có nhắc. Mẹ Mai, mẹ Minh. Mẹ Mai, Mai, mẹ Minh. Khoan, xin dừng lại. Mẹ Mai gì? Mai. Mai là gì? Mai má là mày. Mai mối. Mai mối, mai mối. Mai mối mà. Không, ví dụ như mẹ, mẹ Mai bị sức, bị té, chảy máu. Còn mẹ Mai được mà. Người ta làm bên y tế, người ta Mai mới thương. Đúng rồi, Mai phải có nghĩa. Không có nghĩa giống hồi nãy. Đúng rồi, chơi trò chơi. Ít nhất là anh em hiểu nhé, phải hiểu chứ còn đâu hiểu nhau. Đổi em hiểu mà. Xin hỏi vừa rồi ai thắng nhiều được không? Em. Dạ, ê bạn, hồi nãy là tôi thắng 2-1 đúng chưa? 2-1 là ba là tôi nữa. Thắng rồi. Bạn thêm một câu nữa chi vậy? Ờ đúng rồi. Không, đúng rồi. Thêm câu mẹ Mai chi vậy? À, ủa vậy là lượt lượt thắng. Rồi thắng. Coi như mẹ Mai chưa chơi, coi như mẹ Mai chưa chơi. Chưa đúng chơi rồi. Rồi bỏ, quan trọng là mình thắng. Rồi. Lượt này đội mình thắng chỉ có hiện tại là 1-1 đó. Chi chi vô vô chịu con. Con thấy chú làm sao chi? Dạ đúng là gừng càng già càng cay đúng chưa hai con? Hai chị em mình chơi đơn giản nhẹ nhàng nha. Nước một rồi, em nước gì? Rồi em một, ok hai một, chị em mình nước một, đi nghe lời chú. Áp lực quá gì em cứ chơi bình thường, chơi có cháu ở đây mình mà chơi dở cháu coi thường mình. One, two, three. One, two, three. Kinh con cần cần. Kinh con cẩn cẩm. Cưới cần cần. Cưới cần cần. Chá. Cưới cần cần. Chá. Đúng rồi, sai chính tả. Chú cha mà. Chú cha thì có gì vậy? Ký, ký, ký. Kinh con. Kinh con cẩn cần cần. Cẩn là cái gì anh Vinh? Cẩn á. Mày hỏi anh đi chơi. Cẩn là em. Kinh con cẩn cần cần. Mà hồi nãy Ngân mới quay qua hỏi anh Vinh. Anh Vinh, anh có hiểu chứ? Hiểu, anh hiểu. Hiểu nhưng mà nghĩ không kịp thôi. Đúng rồi. Tiếp theo. Rồng rắn. Rồng. Rồng. Chết. Ủa gì vậy? Rồng rượt rắn. Rình. Rình rượt. Không ấy cho em được. Đừng có nhìn cái bên này. Chị ơi, cái chữ rồi được dễ lắm luôn á. Ở cái lượt chơi của cặp này là 1-1. Thôi em muốn anh lượt chơi mới vui. Ok. Anh có những cái từ lạ lạ. Lạ lùng lắm. Rồi, chúng ta có 3 cặp từ. Quả tôi xì. 1, 2, 3. Thua. Ủa, nói trước à? Nói trước. Ngọc, Ngân. Ngọc. Ngắm Ngân. Đúng rồi. Ngọc, nghĩa Ngân. Ngọc. Nhắc. Mà nhắc kêu. Mời bạn
gì Thảo mời chứ không có tự tạc. Đúng rồi, tôi đếm xong 5 giây rồi. Rồi, thắng luôn. Chưa. Thôi. Sáu sầu xe sẻ. Sáu sầu xéo sắc xe sẻ. Xéo sắc hai chữ. Nhất hai chữ. Nhất hai chữ. Hai chữ. Xéo sắc là hai chữ. Mà xéo sắc sai chính tả nữa. Xéo sắc là sờ hai đét. Sáu sầu sai xe sẻ. Ý là chỉ một động từ thôi. Rồi. Xéo sắc. Huê huê huê. Hiện tại đang huê từ đầu tới giờ luôn. Đây là cặp từ quyết định. Hồi hộp. Này nhái. Cái gì hả? Chữ gì chữ gì? Đừng hỏi. Nai nhái. Nai. Ba. Năm. Bốn. Nom nhái. Nom là gì? Nom nhìn. Nai. Nói. Nhái. Khoan xí. Đúng rồi. Nai nói nhái. Nai nịnh nhái. Đúng rồi. Nai nuốt nhái. Đúng rồi. Nai nhai nhái. Đúng rồi. Nai nhìn nhái. Đúng rồi. Nhờ chữ nhờ đó. Nai nhích nhái. Đúng rồi. Nhích nhái là gì? Nai nhích là cái gì? Nhích đẩy đẩy qua đó. Nai nhích nhích. Nai nhún nhái. Đúng rồi. Nai nhảy nhái. Đúng rồi. Nai nhót nhái. Cái gì? Nhót là gì? Nhót sợ. Đúng rồi, đúng rồi. Nai nhón nhái. Đúng rồi. Nai ngồi nhái. Đúng rồi. Nợ. Cũng là nợ. Được rồi. Được rồi. Nam kìa. Nai. Nam kìa. Nai. Nửng. Nửng nhái. Ê, cho nhắc rồi. Nhắc rồi, nhắc rồi. Ở bên đây cũng nhắc. Hồi nãy cũng nhắc. Thôi, nhắc. Nam. Nai nhéo nhái. Năm. Nai. Bốn. Ba. Thôi, bị ăn đi con. Một. Hết giờ. Nhớ. 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 Trời ơi. Quá trời luôn chữ ngờ ơi. Nói chữ khó lắm mà vô thì khó lắm. Nghi. Nghi ngờ. Hay quá, hay quá. Nãy giờ không thắng được một lần. Nói gì nữa. Chung cuộc các bạn chiến thắng xin chúc mừng. Yeah. Thưa quý vị thân mến. Sẽ có một hình phạt dành cho đội thua cuộc ngày hôm nay. Và trước khi đến hình phạt, chúng tôi mời quý vị lại đến với vị nhân lạc của chúng tôi để xem ngày hôm nay câu chuyện gì sẽ xảy ra. Xin mời. Có nghe cái mùi gì không? Mùi gì? Mùi em bé. Trên người tôi còn mùi của nó nè. Hỏi không? Cho đỡ nhớ. Tôi ẵm nó suốt nè. Bữa là vô trong phòng người ta hả? Kỹ kỹ lại xíu. Dỗ dỗ cho nó đàng hoàng tử tế là nó đâu có la lên rồi. Thằng Đông nó đâu có biết bà chắc cũng rồi. Chắc ở nhà chắc không có cháu chắc gì hay sao. Không có cháu cái gì, tôi nuôi con tôi lớn mà sao không có cháu. Bà nuôi con bà lớn xong cái con bà nó đẻ con ra cái nó không cho bà chăm cái gì, nó đuổi bà vô đây chứ gì. Nè 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 nè, cái đó chuyện gia đình tôi liên quan gì à? Không phải vậy hả? Bà giữ một đứa con nít là cái chuyện dễ hả? Dễ ẹ, bữa đó đưa cho tôi cho bú có gì đâu. Thủy cô ông có gì cho nó bú mà bà đặt. Điên quá đi. Tôi hốt cãi nữa nghe tôi nói nè. Sao mà tôi nghi á, không có mẹ nào nhận đâu. Chắc là đưa vô trại một câu vậy đó. Có đâu. Thì giờ người ta thông báo gì mới nghe chứ sao. Lỗi lỗi mình tiên trách kỹ à, hậu trách nhân gì đó. Thôi đi, mấy ông đừng có đa nghi quá. Tâm lý một người mẹ nhiều khi mình bỏ cái đứa con mình rứt ruột mình đẻ ra rồi cái à mình... là bà bỏ con mà bà vô đây ha. Nè, con tôi nó bỏ tôi chứ tôi không có bỏ nó. Đó. Lôi ra đó, bà mới nói con mà bỏ bà vô viện lão rồi đó. Không có, tôi nói lộn. Con tôi là nó bận quá nên nó mới gửi tôi vô đây chứ không có bỏ, không có ai bỏ ai hết trơn á.
coi bữa ông, bữa là ông nhấp vô đây thì thằng Đông mới phát hiện là có em bé ở trong đó. Bữa đó tôi là hoàn thành chức trách. Tôi quán gà quá, có biết cứ bao giờ gặp tình huống này đâu. Mà biết sao, hồi xưa đi mà tôi đi từ thiện nó vô mấy cái chỗ mồ côi á, tôi sốc quá. Mình ở đây á, nhà là coi năm sau mình còn thấy nó bức rứt. Vậy là chắc ở nhà cũng không được chăm cháu ha, cũng bị con cháu đuổi hết ha. Ê, ông nói như kiểu ông ở nhà với con với cháu ông vậy đó. Kêu nó vô nó chăm cho ông đi. Nói người ta phải coi lợi mình chứ. Con cháu tôi nó ở bên nước ngoài. Không, tôi gọi điện thoại nước ngoài cho nó luôn. Gọi nó, gọi không? Dạ, chào mấy cô. Mấy cô gì? Chào cô, chào mấy chú. Dạ anh Đông, anh vô anh xin lỗi mọi người. Hôm bữa chắc cũng lỡ lời lớn tiếng hay sao đó mà. Cô chú tha lỗi cho anh nha. Không dám. Thôi đừng có giận con. Thật ra con cũng chỉ muốn làm cái việc tốt nhất cho nó thôi. Dạ đúng rồi, với lại hôm bữa là anh Đông anh không có biết chuyện. Con là được bên ban giám đốc nói xuống rồi xong mới phải chạy vội vã xuống đây nè. Rồi mới đưa em bé lên cơ quan chức năng. Mấy cô mấy chú quên là ở đâu cũng có gắn camera hay sao? Thì mày tắt đi. Mày cho tụi tao giữ nó mấy ngày cũng được vậy. Giữ mấy ngày? Nó là một sinh mạng, lỡ nó có chuyện gì á, ai chịu trách nhiệm? Thôi thôi, cùng nhau ở vì diễn lão hết thì bớt ra răng dại đi. Mệt quá. Nhưng mà cô chú không thấy là tự nhiên em bé được về với mẹ của nó thì phải mừng cho nó chứ. Ủa, sao tự con, nhiên con rồi là mẹ là thiếu bồng bột suy nghĩ hay sao mà cuối cùng báo cho chính quyền giải quyết rồi hả? Dạ đúng rồi, cũng có hoàn cảnh chú ơi. Hoàn cảnh sao? Bạn còn sinh viên. Trời ơi. Bạn có bầu, bạn sinh nở đồ này kia rồi đã vậy rồi bạn với bạn trai của bạn hai người cự nhau rồi bỏ nhau. Sợ gia đình biết trong một phút mà bồng bột bạn quyết định bỏ lại đứa con. Nhưng mà khi mà về gia đình điều tra biết được rồi là gia đình chấp nhận. Rồi cả gia đình đi sinh lại. Trời ơi hay quá. Tính ra mấy đứa nít bây giờ phải kỹ càng mấy chuyện phải biết suy nghĩ ha. Để xảy ra chuyện rồi thì lúc đó là khổ ông, khổ bà, khổ cha, khổ mẹ ha. Khổ nhất là đứa nhỏ. Đúng rồi. Dạ mà cô chú yên tâm đi, con có nói chuyện rồi. Có gì á sau này nó cứng cáp xíu á rồi mẹ bé đưa vô đây rồi thăm cô chú. Ờ được á. Được á. Dạ. Đưa vô là học tính xấu của bà hay gì? Ủa chắc ông tốt quá hết hay gì? Nè nè, chắc gì lúc đó bà còn không bà đòi thăm nó. Cái miệng kìa. Hả? Rồi bây giờ cả nhà mình vui rồi đúng không? Không. Làm gì vui được ông chú. Tôi nói cho mấy người nghe nha, mấy người nói tôi không có tin. Nó bồng bột một lần, nó sẽ bồng bột lần hai, lần ba, lần tư. Nó vô nên nó quăng được đứa nhỏ thì tôi tin nó quăng lại chỗ khác. Ai? Mấy người làm vậy á là chắc chắn kiểu gì á hả? Nó cũng đưa vô viện mồ côi à. Thôi bây giờ vậy nè, ổng còn giận mày đó Đông. Mày nói câu gì cho ổng mát lòng mát dạ đi. Chú yên tâm đi, bên chính quyền ta báo rồi, gia đình ta nhận con lại rồi chú à. Thôi cậu đừng có làm bộ. Trẻ mồ côi lại muốn người khác cũng mồ côi chứ gì. Thôi con. Ủa con nói gì sai đâu? Ổng thì tâm lý nhiều chuyện bất ổn với lại. Khi nào con hiểu ổng đi, con biết chuyện của ổng như chú biết đi. Không có tình thương, không được gần con cháu nên đâm ra người tiêu cực vậy đó. Còn cái chuyện của con thì thôi con cũng đừng buồn. Chú cũng nghe sơ sơ rồi. Thương nhiều hơn là trách. Bé nó được vậy là thôi cũng vui rồi. Thôi bà đi vô nghỉ ngơi bà. Thôi đừng buồn đi. Nói rảnh rảnh xin hình của đứa nhỏ. Đi. Gửi gửi vô đâu cô chú coi cho đỡ buồn ha. Thôi đi. Đi đâu? Đi vô cho bữa bà cho nó. Bé nó bú sao thì bữa nay bà cho nó. Ê. Ê. Dạ vô duyên à. Quên thôi đi. Mạnh phòng ai nấy ấy ở đi. Cô chú nghỉ ngơi nha. Chú ngồi con đưa thuốc. Trời, tưởng gì lâu lâu cũng bị chửi. Tôi bị chửi hoài chứ. Tự nhiên hôm nay thấy hiền dữ vậy. Trời ơi, tôi có bao giờ dữ đâu. Cũng phải làm bộ cứng rắn để cho mấy chú mấy bác ở đây sợ mình. Để mà làm đúng theo cái quy định thôi. Tôi cũng vì miếng cơm manh áo mà. Như cô biết đó, người nhà của tôi làm giám đốc ở đây. Mà giờ mình làm không đúng nữa là kỳ lắm. Hồi xưa đi học á thấy anh cũng quậy phá rồi tôi cũng đâu biết đâu. Cũng có để ý chút mà giờ mới hiểu sao hồi xưa đi học rồi cũng hay đưa đón gì hết trơn.
thì tôi có cha có mẹ đâu mà đưa đón. Số tụi nó làm sao coi. Sinh ra thì tự nhiên hai người lớn giận nhau cái bỏ con lại, mỗi người đi một hướng. May là tôi có bà ngoại với ông ngoại tôi em về nuôi. Rồi ông bà ngoại tôi nuôi thời gian, ông bà ngoại tôi cũng lớn tuổi, lần lượt mất đi. Ở với dì, với chú, ở với tùm lum người hết. Đôi khi tôi thèm cái cảm giác được quan tâm chăm sóc á. Thấy mấy đứa bạn nó vô trong lớp nó ngồi nó bàn chuyện với nhau, nó bị ba nó đánh, nó bị mẹ nó đánh, mình thích dễ sợ, không biết cái cảm giác bị đánh làm sao. Cho nên làm bộ vô trường quậy phá như vậy cho thầy cô phạt. Cái tính anh kỳ cục ghê luôn á. Gia đình mình đã vậy rồi sao không cố gắng học hành đi, tự nhiên vô rồi quậy phá cho bị đánh, cho hiểu cảm giác là sao. Lúc đó nhỏ biết gì đâu thì thích như vậy. Rồi giờ cảm giác đó làm sao? Đau nhưng mà sướng lắm nha. Cảm giác bị người lớn đánh một lần xong rồi họ dạy dỗ mình, tự nhiên thích dễ sợ. Thích có gia đình vậy rồi sống tự kiếm gia đình cho mình đi, có vợ đi. Trời ơi, tôi về ai lấy tôi? Hay cô lấy tôi đi. Cô chú chưa đi nghỉ hả? Bà hả? Tôi ơi, bà Thu. Tôi nè. Hồi đó tôi đi học á, tôi thích bị ba tôi đánh á bà Thu. Ủa sao vậy? Trong cái tôi thấy đau mà chướng bà Thu. Cái gì trong mà... cuối cùng không ai lấy tôi bà Thu. Bà Thu. Ủa sao? Bà lấy tôi không? Cái gì vậy? Bà cho bà Tàu Lão đang diễn kịch mà. Hiểu không? Hiểu. Bà Thu, bà Thu. Hả hả? Cho tôi hung bà cái bà Thu. Bà đeo qua đây hung tôi. Cô chú tiền cục hả? Ê, ê, tới luôn. Tới thiệt không chú? Tới đi. Rồi, rồi. Nè, tao nói cho mày nghe nè, đáng lẽ tao không có bỏ qua cho mày đâu. Dạ. Nhưng mà mày cua gái cũng xịn đó. Ok chú em. Chỉ cho vài chiêu. Qua đây, qua đây. Đây, qua, qua đây. Chiêu gì? Đây, bà vô đi. Tôi sao? Này, hồi nãy mày ngồi đâu, Nó ngồi bên này. Nè, tao là mày nha. Dạ. Bà này là bà Thu là Jessica. Lệ Du hỏi con là sao anh không lập gia đình lấy vợ đi? Sao anh không lập gia đình đi? Rồi nãy mày ngồi sao mày ngồi vậy? Mày nói sao? Tôi nói tôi về ai lấy tôi? Không ép phê. Chứ nói sao? Mình phải khựng lại, mình phải biểu diễn. Rồi đến hỏi. Sao anh không lập gia đình đi? Cái gì vậy? Gì vậy? Gì đây? Lấy từ hôn. Lấy bỏ ông á, ông làm như là bị bệnh vậy, ai mà lấy ông? Đang chỉ nó. Thời buổi bây giờ là không có chậm nữa. Thôi, đừng có nghe lời ổng. Nè, mày gì? Mà cưới được đó nha. Cái u mày ra là của mày luôn. Tặng mày cái đồng hồ luôn. Trời đất ơi. Làm quà cưới luôn. Mày mà cưới được nó, tao cho mày đôi dép tụi ông luôn. À, con giỡn thôi, làm sao mà cổ chịu quen con. Ê, mày dám thầy không? Hả? Chỉ là công việc thôi. Nè, tao nhìn cái cặp mắt của mày là tao biết mày mê rồi, nhưng mà mày tự gọi là tự ti cái số phận đó. Đúng rồi. Mày dám thề không? Con thề nha, con mà có yêu Lệ Du là trời đánh con liền. Gây là mày yêu đó rồi. Yêu người ta yêu rồi. Người ta rồi. Cool 100% sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Thắng thì làm vua. Thua bị phạt. Mỗi người chơi thua sẽ nằm úp ở trên cái bánh xe này và bị đẩy tới đẩy lui. Nhiệm vụ người thắng là cầm một cái bong bóng tôi đã chuẩn bị sẵn, để một vị trí thôi, canh cái đầu vừa tới. Phải là
trên đầu hả anh? Nếu như gạch không đúng cái đầu, người ta thoát được được là người ta hên thôi. Dạ thôi. Ai bị phạt trước? Anh Luật. Trời ơi anh ơi, nội mà hả, đẩy tới đẩy lui không cần phạt thôi, em với anh Luật cũng muốn chết. Cái này có lớn không vậy? Không, cái này chắc lắm, yên tâm. Có một mình em hả? Ai đẩy anh Luật giùm em đi. Đây, anh đẩy vô. Không, anh Luật nằm lên đàng hoàng. Rồi, ok, không sao. Lấy cái chân anh à, anh đẩy á. Rồi, ây dạ. Luật cân bằng cho anh về phía trước xíu Luật. Người lên phía trước xíu. Trời ơi, nó dướng bạn ơi. Mình đàn ông mà. Cái này là trời ơi, không được di chuyển. Một, hai. Đừng có đông đông đưa hoài. Không có đông đưa, đông đưa. Đó. Cái tay nó rung chứ không có đông đưa. Thêm bột trái nữa. Đi theo. Cái bóng để đầu có bột à. Trơn tuột. Lè lè. Cân đau anh Vinh ha. Cầm ở trên đó Ngân. Cầm ở trên là dễ nhất. Đó bả đưa kìa. Đồng đưa hoài. Cầm ở trên nha nè. Đúng rồi đó. Ủa. Hai quả. Bột bột. Người hai quả hả bạn? Đúng rồi. Đẩy mạnh lên nào. Giữ cái chân ở đó là... Mà xéo sắc sai chính tả nữa. Xéo sắc là sờ hai ghét. Mà lũ lụa lộn. Lũ lụa mất tình. Dễ gì mình cần. Hơi. Hơi. Ủa gì vậy? Đơn giản vậy. Trời ơi. Trời ơi, lấy ít lên miệng bột. Quá đơn. Thôi em sợ bột. Đây là nhà em không thoát được đâu. Phương Mỹ Chi. Đúng rồi phải vậy đó. Đúng rồi. Hai quả. Trời ơi. Giờ mình thêm dầu như thế là ngon ha. Rất là ngon ha. Chết rồi. Trời ơi. Đừng quá. Đổi cái khác được không? Ừ đổi đi. Đẩy phải đẩy mạnh lên. Đừng dầu mà. Ngọc. Nè đổi cái khác đi chị Ngọc. Cái đó là dầu á. Thôi đừng có dầu mà. Em nỉ á. Em năn nỉ luôn á. Đừng có dầu nữa. Đừng có dầu mà em năn nỉ. Ngồi dậy con. Wow, ngồi dậy con. Rồi dừng lại. Trời ơi con gái. Trời ơi lâu lâu khách mời tới chơi một bữa thôi mà mấy đứa nó tạt bột. Nhưng mà đỡ vô đầu rồi đó. Ngày hôm nay người bị nặng nhất lại chính là khách mời. Phương Mỹ Chi à, em đã thỏa mãn chưa? Dạ, em thỏa mãn. Nhưng mà còn một cái em muốn chơi. Chơi gì nữa? Không có chơi gì nói đi. Ý là con tưởng tượng là nó còn dơ hơn nữa. Nhưng mà bữa nay là con nghĩ là... Không sao, chương trình còn hai chai nước mắm ở trong nè. Ngày hôm nay về đội của chú Lực với chị Dạ mà thua từ đầu tới giờ. Con thấy sao? Dạ, con thấy là... Sao trước giờ con dơ con tàn chúng, có nghĩa là con là con nít mà con chúng người lớn tuổi là cái combo thua luôn á. Là trước giờ luôn. Hồi trước giờ đi dạ, chơi chỗ nào cũng trước, vậy? Trước giờ luôn. Chương là luôn nào cũng luôn. Vậy? Dạ, lần trước là chú Vũ Hà là con cũng cặp chung á, xong rồi kiểu người già trẻ em luôn luôn là thua. Và có hai cái đối tượng đó là hai cái đối tượng luôn được ưu tiên đó con. Không cái đó ưu là tiên mấy con nào. Ý con nói là định mệnh hay là do là mấy người lớn tuổi người ta dở? Dạ. Không, ý con là mệnh á. Chứ nãy con chơi con làm chú thua mà. Đúng rồi đó, chứ mà con nói dở là chú không chịu nha. Con cũng nặng lắm. Cảm ơn Phương Mỹ Chi ngày nay đến với chương trình. Và chúng ta vỗ tay cho Phương Mỹ Chi một lần nữa chơi quá nhiệt tình. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn tuần sau. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình 7 nụ cười show. Sao lại hại như vậy? Con vô con. Và chúng tôi sẽ cùng nhau đoán nhân vật xuất hiện sẽ là ai. Âm nhạc. Mỗi lúc sớm mai em hay thường pha tách trà. Em nghĩ giọng này là nghệ sĩ cải lương. Trường Giang đã gợi ý cô chú anh chị thì đây phải là một người đã đứng tuổi. Vậy là chị Lê Giang chắc. Chị Hồng Vân. Trời ơi.
Alo. Dạ alo. Xin hỏi mình là ai và gọi đến cho ai ạ? Tôi chính là Nai.